cái này có phải cài đặt gì nữa không? Con này chỉ bung win của nó là win đâu bản quyền, win của nó là S1. Nếu không muốn tìm hiểu thì thôi, mình sẽ làm cho mình sẽ switch out cái S1 để ra. Vâng. Nó phải có mana số bậc cao. Switch out ra. Xong mình sẽ cài là bình thường. Còn nếu mà không switch out cái S1 để ra thì nó không cho cài những phần mềm ngoài bên ngoài. À đấy. Của Microsoft Store. Vâng. Nó bảo mật nhưng mà bảo mật thêm thôi. Không cần đâu. À đây mình có cái thẻ. Mình có hỗ trợ xong. Đáng lẽ dùng kinh phí nhưng thôi, còn phần cuối cùng thôi. Con này bán hết thì bỏ xuống hết sang. Con này 3493 coi 5 thế hệ thứ 10, RAM 4GB sẽ được nâng cấp lên. Thích cắm thêm ổ HDD thì cắm luôn, không có thì để sau. Nguyên Niêm Phong, con này số service tag của nó là BL7J803. Chúng ta test trong cái BIOS một cái bật lên xem nâng cấp luôn. Bây giờ SEO nó không tính như kiểu tròn tròn như này đâu, nhưng mà nó sẽ có một mảng như này, không quan trọng là nó giờ nó khoảng 4-5 tiếng. À. Chứ nó SEO thì nó hình kiểu khác, nó không quy chuẩn như xưa. Đấy, như 5 đây, đấy, 10 đây. Đấy. Nó đang là... À. Kết của nó là con này là 4 co này. Kết của nó là 6. Đây là 4 ghi. Nó 2667 bút cao nhất. Và đây con này mình thay bút, mình sẽ thay thành 8GB. Bút cùng bút nó chạy cái ổ chuẩn cao nhất là VMe PCIe chuẩn một cái tí này, bằng cái đồ dán bút nó mỏng vào tay.
đây phun hơi bao giờ bốn tiếng con này con cuối cùng mình bán xong bỏ cho nó xài cái ổ cứng cái tí này mà giờ tháo không dễ. Có đây được khe trống đấy, trong lớp cấp trong có được một t hai t thoải mái đây. Chứ của nó không là chỉ có mỗi SSD mà đúng rồi, đây 128 thôi, nó hơi ít. Nếu bạn thích thì bắt thêm ổ 250 thì giá rẻ, 150.000. Không có thì để lớp cấp sau nó có một t luôn. T giờ mua ngoài hay qua đảo chỉ về nhà. Tôi nâng cấp 200 người. Thì nó đủ dùng căn phòng là không chỉ nhiều. Gì? Đây, đang quay video con này xong đã. Không thì thôi đâu, em tự xử lý đi, nhanh muốn nhanh thì em xử lý đi, còn nếu mà khách chờ được. Rồi cứ để đấy. Rồi tiếng nữa. Chip là chưa có keo đúng không? Không, nó có sẵn rồi chứ. Mình đã phải dùng 2-3 năm nó có hết rồi chứ. 2-3 năm
kia họ có mua laptop cũ thì họ cũng cần mới mua thì cần gì đợi một chip. Nhiều người cứ sợ lấy laptop cũ. Khả năng là không không kênh. Không còn biết còn chưa còn biết là kít rồi. Lạnh. Con nó.
ổ dày vẫn sẽ hơi kích một chút, 80 là 100.000 thôi. 80.000 à? Có cả ổ 80.000 đấy. Ổ siêu ấy, mình nghĩ là ổ siêu ấy. Ổ phần bây giờ còn ổ 500 ổ tê. Vâng, 80 chưa nghe ổ đấy. Ổ còn một số cái máy về nó nâng cấp mà. Còn lại một con máy 455 rồi vẫn còn mới, mình khui ra cho ổ đời đết cũ thôi, mà ổ của nó gần đi chưa sử dụng luôn, ổ rất là tốt. Thì ổ này nó phụ thuộc vào thời gian chạy, nếu mà chạy ra một con máy 455 về. Kích một chút ép xuống vẫn độ cũng vừa khít luôn đấy, nhưng mà vẫn hơi bị kích. Rồi thiết kế đồ mỏng làm nhẹ tối thiểu. Ổ này học rồi. Không, mình không chưa chắc chắn bao nhiêu mà vào kêu cọc 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 như thế, vừa vào định xóa đi kêu cọc cọc sợ quá, sợ về sau về nhà nó hỏng với xử lý nó mệt đi. Cái gì mình đang tháo mình xử lý luôn, kêu cọc 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 như thế cơ. Thank you.
Rồi, xong rồi nhé. Con này mũ đen này hết rồi. Rồi, xin chào. Okay, enough intro. Let's dig in.